Tại sao cá voi lưng gù thích can thiệp vào việc săn bắt cá voi sát thủ? Cá voi sát thủ trưởng thành nặng gần 9 tấn, một trong những lãnh chúa vĩ đại nhất của đại dương, và nó cũng có IQ cao, thậm chí còn săn những con cá voi nhỏ. Thấy chưa, đây là lãnh chúa đại dương, như một ngọn núi lớn giữa đại dương. Cá voi sát thủ mạnh mẽ, có một đối thủ mạnh hơn, đó là cá voi lưng gù nặng gần 30 tấn. Nhìn thấy cá voi sát thủ, nó phi lên như một mũi tên. Mặc dù cá voi lưng gù không trực tiếp săn cá voi sát thủ, nhưng nó thường ngăn cản cá voi sát thủ đi săn, giải cứu con mồi của cá voi sát thủ. Tại sao họ lại là hiệp sĩ đại dương? Hành động hiệp sĩ nghĩa vụ.